Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi các phóng sự với chủ đề Tội phạm vị thành niên, vấn đề cần quan tâm. Mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ lão nông nặng lòng gìn giữ nghệ thuật chèo. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đây chính là địa điểm đã xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng vào ngày 6 tháng 4 vừa qua. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm thanh niên đã dùng hung khí đuổi đánh nhau. Sau đó tất cả đều đã bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai. Điều đáng nói là nhóm thanh niên này đều còn rất trẻ. Người lớn nhất mới chỉ 21 tuổi và nhỏ nhất là 17 tuổi. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 05 phút ngày 6 tháng 4, 2021, tại mặt đường 39A ngay trước cổng trường cao đẳng cơ điện và thủy lợi, thuộc thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện Khói Châu, đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau có sử dụng hung khí giữa hai nhóm thanh niên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại đây. Ngay sau đó, 13 đối tượng đã bị triệu tập lấy lời khai, trong đó có tới 8 đối tượng đều dưới 18 tuổi. Trong ngày hôm đấy là cháu đi cùng bọn cháu đi chơi ạ. Thì là mấy anh ấy đuổi bọn cháu. Thế bọn cháu lại quay đuổi lại thì là khi mới gặp nhau thì mới đánh nhau rồi. Khi hai bên đánh nhau thì cháu có những hành động gì? Cháu dùng chân cháu đá, cả đấm ạ. Với cả cầm tiếp một rồi. Còn đây là 5 trên 22 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích xảy ra vào ngày 23 tháng 3 năm 2021 tại đoạn đường trước cổng đền Hóa Dạ Trạch, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khói Châu. Điều đáng nói, có nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi, thậm chí có đối tượng trước đó đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Vào tháng 11 năm 2020, bị can có xảy ra xô xát ở quán ốc thuộc thôn Trai Trang, huyện Yên Mỹ. Cơ quan công an Yên Mỹ gọi lên làm việc. Tối ngày 23 tháng 3 2021, bị can và nhóm bị can đi đến hội ở Dạ Trạch. Đi vào đến cổng hội thì xảy ra xô xát với cả một nhóm thanh niên. Trong quá trình như thế, bị can dùng chân phải đạp một phát vào đùi đối tượng bên kia. Chỉ tính từ tháng 1 năm 2021 đến nay, Công an huyện Khói Châu đã phát hiện xử lý 5 vụ việc, khởi tố 36 bị can tuổi vị thành niên, chủ yếu về các tội danh cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi đã xử lý rất nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng liên quan rất nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở đây. Không những mà là địa bàn huyện mà còn ở một số địa bàn huyện lân cận, huyện bạn. Ví dụ như huyện Yên Mỹ, huyện Kim Động, huyện Văn Lâm cũng đến thực hiện hành vi vi phạm luật ở địa bàn Khói Châu. Khi mà thực hiện hành vi vi phạm, các cháu không biết được cái mức độ nguy hiểm thế nào. Cứ đuổi đánh nhau, vụt đánh nhau, không biết là có hậu quả, cái thương tích nó sẽ nặng ra sao. Chỉ vì một phút bốc đồng, không làm chủ được bản thân mình, nhiều em đã tự đưa mình vào con đường phạm pháp. Vậy nguyên nhân sâu xa của những hành vi này là gì? Mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Lê Ngọc Tân mới chỉ học lớp 11 là một trong 13 đối tượng vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 6 tháng 4 vừa qua. Khi thấy các bạn mình xô xát với nhóm thanh niên khác, Tân cũng xông vào đánh. Các bạn cùng trang lứa, cùng tuổi cháu được bỏ học gần hết. Trong nhóm chơi? Trong nhóm chơi. Các bạn lao đánh thì cháu cũng lao vào giúp các bạn. Cùng nhóm với Tân là em Nguyễn Văn Hiếu, trước đó cũng bị công an huyện Khói Châu tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Mới 17 tuổi nhưng Hiếu đã bỏ học. Bố mẹ Hiếu vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên cũng ít dành thời gian quan tâm đến em. Cháu có mới lớn, cháu chưa biết gì, đâm vào va chạm. Anh chị đều đi làm suốt ngày cũng không có thời gian ở nhà. Thật sự anh cũng chỉ là công việc làm thuê, không có thời gian ở nhà để quản cháu được. Theo cơ quan công an, qua điều tra các vụ án cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tôi nhận định là các cháu ở đây hầu hết là đều các cháu là có biểu hiện hư hỏng. Hư hỏng ở đây là các cháu bỏ học rất sớm, lang thang, chơi điện tử và ở những thành phần bố mẹ là ly hôn. Các cháu ở với ông bà hoặc là bố chết,
mẹ đi chợ hàng ngày, rất ít khi một tuần một tháng mới về nhà một lần. Đấy, nên là các cháu dễ bị sa ngã. Đây là một tiết học kỹ năng sống của học sinh trường trung học cơ sở Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Không còn là tiết học khô khan nữa, mà những vấn đề như tệ nạn ma túy, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản vị thành niên đều được thể hiện bằng hình ảnh minh họa chân thực, thu hút, hấp dẫn. Chúng cháu cảm thấy những cái buổi học này rất là hữu ích và giúp chúng cháu có thể áp dụng vào thực tế rất là nhiều. Nhà trường chúng tôi không chỉ truyền đạt những kiến thức văn hóa cho học sinh mà muốn cho học sinh có kiến thức toàn diện, nên trong kế hoạch hàng năm của nhà trường thì có tổ chức những buổi ngoại khóa. Bên cạnh đó thì nhà trường còn có tổ chức cái môn kỹ năng sống cho các em, thì tổ chức ở tất cả các khối lớp và có các chủ đề riêng. Cách làm của trường trung học cơ sở Dân Tiến cũng là biện pháp được nhiều nhà trường triển khai đẩy mạnh nhằm hướng tới phát triển toàn diện. Bên cạnh đó là sự phối hợp và những biện pháp phòng ngừa của cơ quan chức năng. Tôi phối hợp với cả đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên đài truyền thanh huyện và trên đài truyền thanh các xã thị trấn trên địa bàn huyện về việc thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với phòng giáo dục và các khối trường học để tổ chức tuyên truyền đến tất cả các cháu là học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thứ ba là chúng tôi phối hợp với cả ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền đến từng gia đình có các cháu thanh thiếu niên mà có biểu hiện hư hỏng, bỏ học để làm tốt công tác quản lý các cháu. Qua đó, góp phần giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống. Và để giảm tỷ lệ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, ngoài biện pháp phòng ngừa của cơ quan chức năng của nhà trường, thì vai trò của gia đình rất quan trọng trong việc định hướng, giáo dục các em tự ý thức được hành vi của mình, từ đó giúp các em tránh xa được những tệ nạn xấu, những hành vi tiêu cực trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 năm qua, ông Đỗ Văn Lên, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, say mê và miệt mài gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo. Mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, song ông Lên vẫn nặng lòng với chèo, đang góp phần lan tỏa nghệ thuật chèo tại địa phương mình. Ai về thăm huyện Khoái Châu, ghé thăm Lạc Thủy, nghe câu hát chèo. Nghe rồi càng mến càng yêu, bởi quê em đã có nhiều đổi thay. Từ cái năm tôi 14 tuổi, tức là vào năm 1960, thì nhân có cái đoàn chèo hai trung ương ta về biểu diễn, tôi thích quá. Thế là về là tôi mới mua một cái sáo, thế là tôi hát theo và tôi đưa vào sáo. Thế thì trong những cái năm ấy thì là xã cũng là thành lập một cái đội văn nghệ, tôi cũng xung phong vào. Lúc đấy tôi vào thì là tôi trẻ tuổi nhất. Ông Lên không có giọng hát trời phú, song ông có tài sáng tác và chơi được các nhạc cụ truyền thống của nghệ thuật chèo. Nhờ nắm vững các điệu chèo cổ, cho nên lão nông này đã sáng tác được gần 100 bài hát chèo lời mới và các tiểu phẩm hoạt cảnh chèo, nội dung ca ngợi quê hương, nếp sống văn hóa văn minh tại khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới. Với cái tâm huyết của nghề thì bản thân Đỗ Văn Lên đã sáng tác những cái bài ca về tiếng hát để ca ngợi quê hương Đông Kết và của huyện Khoái Châu cũng như tỉnh Hưng Yên, và mang lời ca tiếng hát để tuyên truyền giáo dục mọi chủ trương chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như của quy chế của địa phương. Nặng lòng với nghệ thuật hát chèo, mong muốn nhiều người biết và yêu thích chèo, năm 1999, ông Lên đứng ra thành lập chiếu chèo làng văn hóa Lạc Thủy. Đây là một trong hai chiếu chèo đầu tiên của huyện Khoái Châu. Với vai trò là chủ nhiệm chiếu chèo, nay là câu lạc bộ văn nghệ thôn Lạc Thủy, ông Lên đã truyền đam mê chèo cho các thành viên trong câu lạc bộ. Người nghệ sĩ nông dân đa tài này vừa sáng tác, vừa trực tiếp truyền dạy, hướng dẫn cách diễn chèo, đồng thời là một nhạc công giỏi. Từ cái sự nhiệt tình và cái lòng đam mê của bác ấy đã truyền sang cho chúng tôi là những cái lớp diễn viên được bác truyền dạy. Cho nên là đã dựng được những ca cảnh chèo và đã dựng được những bài hát, những bài múa ca ngợi quê hương, làng xóm rất là hay. Chúng tôi muốn tức là có một cái tầng lớp kế cận để tức là thay chúng tôi nay mai, khi chúng tôi đã già yếu thì hiện nay là chúng tôi đã trẻ hóa được. Như vậy là một nửa
là toàn những cái lớp tức là ngoài 30 mới 40 tuổi. Câu lạc bộ văn nghệ thôn Lạc Thủy đã tạo được dấu ấn riêng đậm nét với các bài hát chèo, hoạt cảnh chèo do chính ông Lên sáng tác và giàn dựng, giành được nhiều thành tích cao trong các hội diễn văn nghệ. Cá nhân ông Lên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì góp phần xây dựng và phát triển ngành văn hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đang đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú đối với ông Đỗ Văn Lên. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.